Bạn nghe đâu, nghe rõ chưa? Từ 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 từ. Không có, tôi chưa có like, tôi chưa có. Vô rồi mà, phải không? Đó, vô rồi hả? Vô rồi anh. Từ từ. Từ từ, từ từ. Kêu ông nào vô nữa nữa. Để tôi coi thử coi lâu. Bên nó mới có 9 rưỡi. Bên tôi bên Việt Nam này đúng là 9 rưỡi đêm. Okay. Để tôi coi coi nó nằm đâu tiêu rồi ta. Để ta. Ủa sao tôi không thấy gì trơn trời. Không biết nó có lại chưa, không biết nó có qua Facebook chưa, tôi cũng không biết nữa. Là con để chắc cơ. Để chắc thử coi. Thử nha. Cầm Nguyễn. Vô rồi đó. Vô qua Facebook rồi đó. Có rồi hả? Có rồi đó. Ủa sao tôi không thấy gì hết trơn trời? Anh phải mặc. Anh phải. Tôi không biết. Từ từ. Trên phone thì thấy mà trên computer không thấy. À. Để tôi coi thử coi. Tôi thì tôi, tại vì tôi nói trên computer thành thử ra trên phone tôi thấy. Không phải, để tôi share cái link qua trên bên cái Facebook anh, nhưng mà tại vì tôi làm chưa có được. Ở bên nước Mỹ này rồi. Ok. Bớ ông nội Phượng ơi, rồi coi như là từ xưa giờ không có rành cái vụ này, cũng không biết là mình share những cái mà bên YouTube qua. Nó có cho xe ở trên cái chương trình Kim Gia thì nó cho xe, nhưng mà mình không được quyền hỏi hiểu lại anh nói sao. Nó nói là không được quyền anh ơi, anh mà bỏ vô là nó phạm luật bản quyền, nó không có cho nó gỡ bài anh luôn á. Mình đâu có biết đâu, cho nên việc đó bởi vậy không, bởi vậy lên đó 30 ngày mà sao hơi quá đó, nó lại không cấm mình like, nó cho là hạn chế rồi tương tác rồi gì tùm lum tùm la mình không biết nữa. Rồi tôi chụp hình tôi đưa lên, nó là đồ chết mẹ thằng kia, nó nói là bị 30 ngày rồi bố ơi. Là hạn chế tương tác mà rồi gì tùm lum tùm la chân mà cái livestream nó cho được á, thành ra giờ mình cẩn thận chút. Ok, anh ăn hiếp tôi quá mà, anh ăn hiếp tôi quá. Tôi nói không phải anh không phải là nó ăn hiếp anh, để tôi nói nghe nè. Tôi từ lúc mà tôi nói chuyện với anh là mấy năm về trước đến bây giờ đó, tôi thấy là anh cứ bị nó phạt hoài, anh cứ bị nó la hoài. Nói chung là nó cứ trừng trị anh ngoài á. Không phải không biết, tôi cũng đâu có biết đâu, nhưng mà điều sao mà nó không nói để yên tôi ra, nó chưa bao giờ nó nói nặng tôi một câu. Facebook á. À, vậy chưa giờ nó kỳ thị thôi. Chẳng nó bây giờ mình mới nói ok anh, chào lại tất cả. Chào anh với là chào tất cả mọi người đó lại, thì mình cũng báo cáo với anh cái chuyện này nè. Nói qua cũng để cái xe của mình đi. Bây giờ tôi bật cái đèn cho nó sáng sáng chút. Ok. Đó. Được. Đâu rồi, mở bảng lên coi. Có mà đây nè. Okay. Nói chuyện gì? Tôi ngồi đây mà. Nói cho anh chút xíu về vấn đề coi như là cái xe của mình. Thì ngày hôm nay tuần này coi như gần 3 tuần rồi. Bắt đầu từ ngày hôm về ngày hôm qua thì cái bảo hiểm nó thông báo là tôi phải đi xuống cái chỗ mà để mà nó connect cái xe mình đó, tức là nó đã chở đi rồi. Ok, nó đưa vào một cái nơi mà nó gọi là partner của nó, có nghĩa là hãng như Surang nó sẽ có những cái partner của nó, những cái chi nhánh sửa xe, đó là quy tắc của nó. Nó không cho sửa xe ngoài. Đúng. Ok, biết sao được rồi. Thì nó chở cái xe mình rồi 2-3 ngày sau bắt đầu nó gọi tới rồi không? Nó tới ngay chỗ cũng chỗ đi gọi chỗ thực là thuộc làm việc của nó của Kỳ Sư Lan á, vô đưa mình xem giấy nó cho mình ký, mình đọc là thế là tôi tức cười chỗ này nè. Okay. Yêu cầu xác nhận trong xe không có cái gì quý giá. Đúng rồi. Ký một tờ xác nhận cho phép và gara sửa xe, tháo những cái phạt ra
bắt cái đó cái chuyện cũng kỹ đơn giản không phải rồi một tờ rồi như đó là tôi không có trách nhiệm là vấn đề là cho xe, khi nguyên tắc ở dealer đó, khi anh bỏ vô anh xe thì cái thằng dealer nó sẽ cho anh mượn một chiếc xe để anh đi, ví dụ đi làm, nó không cho mình cái điều đó, nó chỉ yêu cầu mình xác nhận là không đòi hỏi cái điều đó, ký đủ đã 3-4 tờ 400 tờ rồi mày xong rồi mày hiểu chưa, nó kêu thì tao hiểu rồi, cái xong ok mày về đi tuần lễ sau đồ quá lúc một đồ tử sao nó làm điện mình không một tuần lễ sao thế nào quá đồ trong đó nói cho anh nghe một cái điều này, nếu mà ở người một cái ra bảo đảm một tiếng đồng hồ thôi, một tiếng đồng hồ thôi là cái xe mình đi ra khỏi hãng rồi, mà trong cái xe của tôi đủ người đúng không anh à cái xe của anh nó bây giờ nó bị thương à. Thì giờ anh đưa đến chỗ nó đó, thì giờ giấy tờ mà anh vô nhà thương á, anh vô nhập viện đó, mà anh nhập đi nhà thương đó, nó bắt anh ký gì đó, thì giờ cái xe của anh nhập vô cái xưởng của nó đó, thì nó cũng bắt anh ký như vậy đó, nó có thủ tục của nó anh Mỹ à. Mà làm việc gì cũng có rất là bài bản, nó có thủ tục của nó, là giấy tờ mà anh càng ký nhiều á thì nó lại càng làm thêm ít tiền, thì giờ đâu mà làm cái chuyện bất ẩn anh đấy à. Thì nhưng mà thế là bây giờ vẫn chưa có. À, cái xe của anh bây giờ nó vẫn nằm shop. Đúng rồi. Mà anh biết không, nó cái xe của anh mà nó tính nó nằm trong shop như vậy thì anh cứ biết là tụi nó đó, nó cứ tính là một ngày em mà nó giữ cái xe mình trong shop là nó trả mình bao nhiêu đó, nó tính bao đô mình không biết. À. Nhưng mà đại khái là tối thiểu là một ngày của nó cũng phải 100. Rồi. Tiền nó giữ cho anh, tiền nó đậu xe. Đúng rồi. Thì tiền nó kéo xe của anh đi, rồi tiền nó liên lạc với anh bao nhiêu việc đó chứ không phải không? Tiền không trong một giờ của tao tạo ý tôi hiểu là nó tạo ra cái thời gian để mình ăn tiền, mà nó ăn tiền cái thằng mặt nợ, ăn tiền cái thằng insurance. Yes đừng hiểu nó còn mình không dính vô can nhưng mà nó muốn lôi nó muốn giam lại nó chỉ nó cho cái thằng kia rốt cuộc thì đủ thằng kia chịu cắt hết à. Trời ơi. Thì tại như vậy đó, cái thằng insurance nó mình nó không có cho cái đồng tiền nó chạy ra ngoài, thì chỉ chạy ở trong cái company trong... của nó. Yes. Nó nằm ở trong đó, anh em với nhau. Làm việc với nhau. Trời ơi, thành ra biết rốt cuộc được sao rồi sao cái xong xuôi cũng khoảng 11 12 giờ rồi, cũng đói bụng rồi, thì tôi đi với thằng rể với đứa con gái. Có thấy. Rồi xong cái dẫn đi ăn phở. Ok. Trời đi ăn ba tô phở mà anh nở lòng nào nó cho ba cộng lá quế, ba cộng chuối, ba cộng lá quế, mỗi cộng khoảng chừng 5 lá. Năm lá thôi, ba cộng với giá rồi trong ba tô. Tôi tức quá mà nói sao được, tại vì nó là quy tắc ở đây rồi, là mình đâu có nói, mình đâu có đòi hỏi được, đòi hỏi nó cũng đâu có cho, là bởi vì khổ cái rau bên đây mắc như vàng mà làm sao phải được, thì tức quá mình về. Tôi là dân thèm rau chứ bị đó về tức quá bốt cái những cái tô phở tôi khổ cái quán của tôi với anh hai ăn đó. Đúng là có ăn. Quá trời là ngon, chỗ đó quá trời rất là rẻ, 40.000 tô thôi mà quá là ngon, ngon cực kỳ luôn. Rồi, bây giờ mình phân tích xíu về để thích ăn ở Mỹ và Việt Nam, chỗ này cũng là một tô phở, nhưng mà cái hương liệu và những cái mà thịt thà xương sậu để mà nấu ra mà được một tô phở ngon thì nước Mỹ không được, là bởi vì sao? Trên nguyên tắc á, là khi người ta nấu phở là người ta nấu nước dùng á, và là nước dùng á, là ta nấu bằng xương ống anh, nó bằng xương ống. Ok. Bằng xương ống của Mỹ hoặc là thịt của Mỹ thì đều là đông lạnh. Ok. Cho nên khi mà anh nấu ra một cái nồi nước dùng á, anh hầm, tôi biết thì nó nấu từ chiều hôm qua khoảng 8 tiếng đồng hồ. Nó hầm để cho nhiều để nó đủ dùng, rồi nêm nếm các cái đủ thứ vô thì đó. Còn ở Mỹ này cái xương ống nó cũng bỏ vô freezer luôn, đó là bỏ cái đông cứng luôn, thành ra vì kia nấu ra nó chẳng có ra cái ngọt cải cải gì cả. Rồi thường thường mình phải nói cái điều này là những người nấu phở ở bên nước Mỹ là đều tay ngang, đều tay ngang mẽ. Mà tôi hỏi ông chứ là San Diego của tôi mà nó có thằng mẽ nó phở thì làm sao tôi ăn được. đó đúng là tại ngay nói là họ không có biết gia tiền của mẹ gì cả, cái việc thấy bán phở là tao chơi phở thôi đồ cái vậy. Còn ở Việt Nam là có tính cách là đủ, nó có những cái bí truyền, ví dụ như là phở Baxter hoặc là phở Ngân, phở Hoài, nó có những cái gia vị mà cái hương liệu hoặc là cái nó khác biệt. Ví dụ vậy ở phở Tàu Bay ở đường Lý Thái Tổ nó là có một cái hương liệu khác biệt nữa, mỗi nơi nó có một cái đặc tính và một đặc trưng. Còn anh sang Mỹ này là coi như hai ruộng mà bán phở được là tao cứ chơi thôi, mặc dù tao biết, và thậm chí nhiều cái nhà hàng biết có một cái thứ nước dùng thôi, rồi phở cũng đó, bún riêu cũng đó, rồi cũng đó. Vậy chứ sao chứ?
thành ra ăn ăn ngậm để mà nghe, chứ thực chất ăn không biết ngon, mẹ chừng đó bụng quá thì lùa thôi, chứ thực chất không có cái gì mà ngon lành cả. Ở đây mình không chê bai, bởi vì cái em ở đây không phải chê bai những cái tiệm ăn nước Mỹ, nhưng trường hợp bất khả kháng, bởi vì ở đây không phải là như như Việt Nam, có nghĩa là ở đây rau giá gì nó cũng mắc như vàng, cho nên vì đó mình phải bắt buộc mình phải chấp nhận mà thôi. Cái điều đó mình muốn nói lên thì được, muốn ăn ngon muốn hưởng thụ là về Việt Nam thôi, chứ ở Mỹ không có mẹ gì hưởng thụ cả. Tôi nhìn cái bữa ăn phở của mấy bố con anh mà tôi thấy tôi phải chỉ cho cô vợ thôi, cô coi, nói là em, ba tô phở to khổng lồ mà nó cho một cái đĩa rau thiệt bằng lòng bàn tay, mà thiệt các tôi ngồi tôi đếm, anh nói đúng, mỗi một bát phở là nó cho được mấy cái lá một húng quế, mấy cái lá là lá quế thôi, mà cái lá đó không phải là lá húng quế, nó lá quỷ gì, nó một cái loại min đấy chứ không, tức là mùi nó khác, cái mùi nó không có thơm như là cái mùi húng quế đúng rồi, cái lá quỷ gì đó, cái lá bên Mỹ này ra thơm, bên Mỹ này nó bự lá lắm nhưng mà nó không có thơm. Đúng anh, biết cái, anh biết cái rau răm không, cái rau răm ăn biết nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó rất là ngay và rất là thơm. Thơm ở bên Mỹ này cái lá rau răm nó bự, nó to, nó bự hơn mà ngón cái mày luôn, nhưng mà anh ăn là lạc xèo nó chẳng có thơm mẹ gì cả, cái gì đúng vậy. Tôi nói nghe là ngay thì đó là lý, anh biết là lý do tại sao cái này là tôi biết ngay từ đầu, là cái hồi đó mà tôi thấy lúc thì tôi qua tôi qua đến mình nhìn cái hoa của Mỹ, hoa hồng, hoa của Việt Nam nó không có, nó nhỏ lắm anh, tại giữa nó khi mà nó nhỏ thì cái mùi thơm, cái mùi mùi hơm, cái mùi mùi thơm của nó cô lại, nó đặc lại, thành thử ra mình ngửi nó rất là thơm. Thế thì nó cũng cái hoa hồng, cái nó qua bên này cái nó làm cho nó to ra, nó phì ra, thì cái thân người mà nó phì ra như vậy thì cái hương nó cũng phải tán ra, thì là đến khi mà nó phì ra lớn quá rồi cái mùi nó bay đi, không còn cái mùi gì cả. Tất cả những rau anh nói là đặc đại khái thì tôi nhìn cái rau húng quế của anh ngày hôm qua anh ăn là như vậy, là cái rau đó là nó chỉ cái mùi nó ngang chứ không phải là mùi húng quế. To lá, to lá, nó to lá nhưng mà nó cái mùi nó mùi ngang ngang, không phải là mùi húng quế. Mà tôi thấy tội nghiệp thật, biết sao mà dân này bên đó mà nó khổ thật đó, ăn gì đâu mà ba bát phở to đầy từng to to mà cho được mấy cái cộng giá, mấy cộng mấy lá thì bỏ vậy. Tôi ghét quá, tôi có một hình tôi chụp ở phở Lý Xìn á, chờ anh thấy đem vô một rổ rau một tô, mà muốn ăn cái gì mà ăn, nào là húng quế rồi cầm tay rồi rau ôm rồi rau, nói chung là tất tần tật đều có cả. Thế thì so sánh vấn đề đó thì chất lượng thì rõ ràng là Việt Nam ngon hơn nhiều rồi. Ở đây thì mình cũng không phải là chê bai gì cả, nếu mà cả thì bởi vì ở đây là chẳng đặng đừng, ở đây rau giá mà ở cái xứ qua tôi thì thường thường mùa này á anh, rau thơm thì coi như là như vàng rồi, hết rồi, như vàng rồi, 7-8 đô một phao, hoặc là có nhiều chỗ nó mười mấy phao, mười mấy đô một phao. Ở đấy thôi mình không bàn cãi cái chuyện nữa. Cái mà mình muốn nói với anh hôm nay thì như cái chuyện mà nó mình ở Việt Nam mình tưởng tượng giống rất là dễ, rất là lẹ, giản dị, nó giản dị lắm, nó không có cái gì gọi là đấy. Thì tôi chắc qua đây nó rất ư là phức tạp. Tôi nói tôi... đúng rồi, anh nói là đúng rõ ràng, nó phức tạp mà nó kéo dài lê thê, nó thẳng là dài lê thê, kể cả cái bảo hiểm sức khỏe cũng vậy nữa, nó khổ lắm. Lắm. Ok anh, tôi nghĩ mình tôi... thôi được rồi, cũng khá là dài, anh em mình nghỉ ngơi đi rồi chỉ có gì vui vui mà nói chuyện tiếp, có gì đâu. Ok anh mời anh em kêu vô người này người kia nói chuyện thêm vô. Rồi coi có okay. Thể có được rồi rồi. Chắc ok cho mình thôi. Ngừng ngang cho tôi nghỉ chút, tôi kiếm gì cũng được. Ok tôi bay đi nấu cơm. Ok như vậy đi nấu cơm mà. Ok kiếm gì ok mọi người nghe. Ok chào tất cả mọi người.